lời nguyện của thần. Thần. Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Bạn có tin về câu chuyện tình yêu của cô bé Lọ Lem và hoàng tử không? Thề với bạn là có thiệt đó. Bằng chứng là tôi đây này chứ ai. Vừa đẹp trai vừa giàu thì đúng là chuột sa vỉnh gạo. Biết đâu trai đẹp cũng lạ. Mọi người vẫn thường hay ghen tị, nhưng xét cho cùng cũng là do môn đăng hộ đối mà thôi. Tôi có tâm hồn đẹp, còn người đàn ông bên cạnh tôi lại có vết thương cần xoa dịu vì hạnh phúc gia đình tan vỡ. Mày đợi tao có lâu chưa? Đủ lâu á, để hóa thạch rồi đó. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Thi, bạn gái của tao. Xin giới thiệu với Thi, đây là Việt, một nhà nghiên cứu về khoa học có một niềm đam mê bất tận về hóa chất. Còn đây là Hải Yến. Tính tới đến thời điểm hiện tại, cô ấy vẫn đang là một ẩn số. Thử tìm hiểu cô ấy xem. Mình sẽ đây là Bảo, người nặng ký nhất ở đây, cũng là chủ của khu vui chơi này. Thôi, chúng ta vào chủ đề chính. Chào mừng mọi người đến với khu vui chơi ma trận và sẵn sàng tham gia trò chơi ma trận loan móng. Ma trận loan móng. Luật của trò chơi như sau: mọi người sẽ được phát 4 chai bóng nước. Chúng ta sẽ dùng chai bóng này và tấn công đối phương. Ai bị dính nước sẽ bị loại ngay lập tức. Và người sống sót cuối cùng sẽ được phần thưởng là quyền sở hữu khu vui chơi này. Làm chủ khu vui chơi hả? Cưng à, một người mà không hiểu biết về kinh doanh như cưng á, mà để làm chủ khu vui chơi này á, thật là nguy hiểm. Hình như anh ta bị bệnh thì phải á. Anh ta lúc nào mà không thế. Một người bệnh tật kỳ dị. Sao anh nói to quá vậy? Thôi yên tâm đi, anh ấy bị câm điếc mà. Thôi, lấy bóng nào. Lưu ý nè, khi mà có hiệu lệnh tấn công á thì chúng ta mới được tấn công nhau. Người bị trúng đạn màu sẽ bị loại ngay lập tức. Có 10 phút để chúng ta bàn chiến lược. Giải tán. Thật ra khu vui chơi này trước đây là của gia đình anh. Anh đã có một tuổi thơ rất là đẹp ở nơi đây. Cho đến khi ba mẹ anh đi dị và họ đã bán nó. Anh rất muốn giành lại được khu vui chơi này. Nhưng mà hàng năm khi mà tham gia game này, anh đều là người thua cuộc.
Yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp anh giành lại được nó mà. Tin em đi, hồi lúc ở dưới quê em khỏe lắm đó nha. Chơi kéo co hay đánh trận gì em cũng là người thắng cuộc hết trơn á. Anh thật là may mắn khi có một người yêu mạnh mẽ như em. Vậy lát nữa anh có giết em không vậy? Tất nhiên là anh không bao giờ giết em. Mình chung một đội mà. Uống nước đi. Ước gì tất cả những cô gái xinh đẹp trên thế giới này đều trông thấy cảnh tượng này. Một cô gái lọ lem gặp và yêu bạch mã hoàng tử của đời mình. Xin lỗi mọi người, em ngủ quên mất. Không sao đâu. Trễ lắm rồi đó. Nhưng có điều tôi phải nhắc lại cho người mới biết là chúng ta chỉ được phép di chuyển ở hướng đông, tuyệt đối không được phép di chuyển ở hướng tây. Tại sao không được phép di chuyển ở hướng tây? Tò mò sẽ giết chết con mèo đấy cô gái. Đừng có để bị giết. Anh Việt nói gì vậy anh? À, đó là giống như câu thành ngữ của người Mỹ. Đại loại là một số chuyện chúng ta không nên tìm hiểu quá sâu, sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Nhưng mà em thấy mọi người cứ nhìn em sao sao á. Thật ra mọi người không có thích em. Từ lúc em ngủ họ đã lôi anh ra để mà nói riêng. Nhưng mà không sao đâu, chỉ cần anh thích em là đủ rồi đúng không? Anh là số 1. Bây giờ á, buộc chúng ta phải tách nhau ra rồi. Em cẩn thận nha. Em biết rồi, anh cố lên. Cố lên. Tự nhiên à, yêu hoàng tử thì có làm gì sai đâu. Mà sao ai cũng ghét mình hết trơn á. Gì em? Ở dưới kia em mới đây có một cái sọ người đó. Sọ người hả?
tôi nè. Đâu? Cái sọ người đâu? Tin em đi, em nói thiệt đó. Lúc nãy em còn thấy nó nằm ở đây mà. Chắc là hồi nãy em té xong em đứng như vậy liền á, cho nên là bị choáng váng á. Không sao đâu, không có gì đâu. Cô ấy bị choáng nên cô ấy uống thuốc của tôi tự chế đi, hiệu quả lắm đó. Thôi đi, tôi không muốn mắc bồ đâu. Không thì thôi. Đồ khùng. Ngoài kia nó rất là nguy hiểm. Thật ra lúc nãy em có chạm mặt với anh Việt á, nhưng mà anh không có giết em. Ủa sao kỳ vậy? Em cũng không biết nữa, nhưng mà anh chỉ nói em cẩn thận thôi à. Không lẽ thằng Việt nó thích em? Thật ra lúc đầu em cũng cảm giác là anh Việt nhìn em lạ lắm. Thằng khốn nạn, bồ bạn có muốn giật, tao sẽ giết mày. Chúng ta sắp chiến thắng rồi. Cố lên. Em cố lên. Hải Yến là một đối thủ nặng ký, anh cần em trợ giúp. Hải Yến theo. Mẹ đạp. Mày mới phải chết với tay tao đâu Quốc Anh. Con thỏ đế, mày có ngon mày ra đây. Mày chết à. Hai đứa mày hợp sức nhau hại tao. Hãy đi theo. Cuối cùng năm nay thằng Quốc Anh nó cũng ăn. Ê, nó có cô bé lọ lem của nó mà. Chúc mừng anh. Bây giờ anh chỉ cần giết em nữa là được rồi đó. Khùng quá, sao lại giết em được? Thì dù sao cũng chỉ có một người sở hữu khu vui chơi này thôi mà. Anh phải thắng để có được khu vui chơi của mình chứ. Em làm gì vậy? Kể từ bây giờ khu vui chơi này thuộc quyền sở hữu của anh rồi đó. Anh cảm ơn em.
có gì đâu. Hai bỏ kia mình ngồi nghỉ ngơi nha. Ừ. Em mệt lắm đúng không? Uống miếng nước nha. Trả áo cho anh nè. Em ngồi đây nghỉ ngơi xíu nha. Anh đi tập hợp mọi người lại đi nhận thưởng. Ừ. Nhớ là uống nước đó. Em biết rồi. Con bé ngu ngốc đó đâu rồi? Đang say sưa giấc ngủ, bỏ một ít nước an thần. Hồi nãy á, cô ta tưởng mày tha cô ấy bởi mày thích cô ta nữa kìa. Con nhỏ ngu ngốc đó, nó không biết thật sự là thằng Việt nó sợ tốn đạn. Thôi, vui bao nhiêu đủ rồi, ba đứa mày hủy cái thuốc của mình đi. Ê, đúng ra là tao phải thắng để nó thử được cái thứ thuốc siêu đẳng này. Tại mày đó. Thôi, thuốc của tao là thuốc thiệt nè. Đây là một loại nấm thần, có công dụng gây ảo giác vô biên. Em sao vậy? Em lại ngủ quên nữa hả? Không sao đâu, chắc là mệt lắm rồi nên mà ngủ gục thôi à. Cái thời khắc định mệnh đã tới rồi. Người chiến thắng cuối cùng của cuộc thi này á thì được quyền sở hữu cả cái khu vui chơi này. Còn bây giờ là Tiệc Phong Dương. Thi, mình uống chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta. Cái này là cái gì vậy anh? Chỉ là rượu nhẹ thôi à, em uống đi. Tại sao anh có thể làm như vậy với tôi? Em nói gì vậy Thi? Đây là nấm thần gây ảo giác và cũng có thể gây chết người. Em còn tất cả các người chính là sinh viên ngành hóa nghiện game nên bị đuổi ra khỏi trường, có đúng như vậy không? Quốc Anh, mày nói cho tao biết hết rồi hả? Mày khùng hả? Tao đâu bị điên đâu. Tao nói biết sao tao biết được? Tất cả các người đều bị điên rồi nên mới nghĩ ra trò chơi bệnh hoạn này để làm hại người khác. Nếu không nhờ có anh Sơn thì chắc chắn tôi đã trở thành nạn nhân tiếp theo của các người rồi. Chai nước đó có thuốc mê. Cô đang bị mắc bẫy của bọn chúng. Anh nói cái gì vậy? Tôi không có tin đâu. Cô xem đi. Đây là nhóm thanh niên đã gây ra vụ mất tích của ba cô gái những năm trước. Vậy còn anh là ai? Tôi là cảnh sát đã theo dõi vụ này nhiều năm nhưng chưa tìm được chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Tôi phải giả câm điếc vào đây để làm bảo vệ. Không thể nào,
Anh đừng có mà gạt tôi. Tôi không có tin đâu. Thôi được rồi. Cô còn nhớ lúc trưa mà cô bị té ngã, cô đã thấy một cái sọ người. Có thể đó là nơi chôn của ba cô gái mất tích những năm trước. Và cô có thể là người thứ tư. Cô bình tĩnh lại đi. Cô đi theo tôi sẽ rõ. Tại mày đó. Thôi, thuốc của tao là thuốc thiệt nè. Đây là một loại nấm thần, có công dụng gây ảo giác vô biên. Phải, những cái game ảo á, nó đã quá lỗi thời rồi. Những cái game thực tế như thế này nè thì nó mới phù hợp với đầu óc và tiền bạc của tụi tao. Thôi được rồi, bây giờ các người có thể chơi game, nhưng ở trong tù. Tụi tao đâu có ngu đâu. Tụi tao đã tính cách hết rồi, sẽ có cách đối phó khi mà tụi mày phát hiện ra chuyện này. Anh biết chỗ làm của tôi hay vậy? Anh là cảnh sát mà, muốn biết đâu khó đâu. À, vậy anh cảnh sát tới tìm em có chuyện gì không? Chỉ là Hoàng Huyên tâm sự chuyện cũ. Vậy cũng được. Thôi mình đi. Wow. Thay người yêu như thay áo, mà anh nào cũng đẹp trai. Mình có thua kém gì đâu, sao giờ vẫn ế vậy nè.